Quang Hải góp công giúp Pau FCB thắng đậm ở giải hạng Nam Pháp. Ở vòng 15 Nations 3 tối qua, Pau FCB gặp Stade Montois. Quang Hải được đá chính từ đầu và anh thi đấu đầy nỗ lực trong vai trò dẫn dắt lối chơi. Phút thứ 5, Quang Hải thực hiện cú đá phạt góc tạo ra một pha bóng nguy hiểm dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Nathan Môn ra ngõ. Bàn thắng này là tiền đề để Pau FCB hưng phấn và áp đảo về thế trận. Trận đấu diễn ra căng thẳng, phút 26 Pau B chỉ còn chơi với 10 người khi tiền đạo Myron Antonio George Clayton nhận thẻ đỏ trực tiếp. 10 phút sau, Stade Montois cũng mất người khi hậu vệ Nicola Almeida Tulo bị đuổi khỏi sân. Sang hiệp 2, Pau B tiếp tục chơi nổi bật hơn, Bodlarhem, Nicola Delpech và Sonny Dier lập công ở các phút 55, 73, 89 để ấn định chiến thắng 4-0 cho Pau FC. Chiến thắng này giúp Pau B vươn lên thứ 3 tại Nations N3, kém đội đầu bảng Lyon 7 điểm. Theo tờ La Republic de Pyrenees, Quang Hải đã có trận đấu thành công khi chơi xông xáo và có nhiều pha xử lý bóng ấn tượng. Quang Hải đang nỗ lực lấy lại cảm giác bóng sau gần 1 tháng không tập luyện cùng Pau FC, nên anh xin thi đấu cùng đội B. Tuy nhiên, cơ hội để anh trở lại đội hình của huấn luyện viên Didier Thorlot khá mong manh khi Pau FC đang có được sự ổn định nhất định về lối chơi.